Mình có ít motor làm điện gió nha. Anh em nào có cần thì liên hệ mình nha. Mình đây rất chi là nhiều à. Đấy, đã mới luôn nha, mới toàn hoàn toàn luôn. Có những con này nó đẻ ra con lớn này, con lớn đẻ ra con bé này. Đó. Mới chát luôn nha. Đây. Mình nhìn con này đã không? Rồi. Cái này thì thôi chứ. Đấy. Rất chi là nhiều. Đã kinh doanh cùng ngành, khách thì không kiếm, lại còn đua nhau hạ giá, lại còn lõi xấu nhau nữa, thì làm sao có cửa để phát triển được. Buôn có bạn, bán có phường, phải bắt tay nhau, giúp đỡ nhau thì mới có cơ hội để phát triển được. Chứ còn hại nhau thì không có cửa để có thể sống và tồn tại được. Này sẵn đường chở xe ra bến xe An Sương nha, gửi cho anh bạn của Phát về làm đi chích cá. Đây cái con này đây, người ta làm điện gió điện nước ở này kia, nhưng mà anh này làm đi chích cá thì gửi xe này đây. Phương Liên anh Tùng cái gì đây, cả Tùng gì cả tờ túi gì đó. Đây là bến xe An Sương. Hành trang mình gì chỉ có nhiêu đây rồi các bạn. Rồi,